Bóc phong bì cưới, Bình An vô tình gặp sự cố khiến dân tình cũng phải xót thay. Bình An vô tình gặp phải sự cố dở khóc, dở cười khi bóc phong bì cưới. Trên Instagram, Bình An đăng tải trạng thái cười ra nước mắt với màn bóc phong bì có 102. Cụ thể, sau lễ cưới đình đám sẽ là màn bóc phong bì, nhưng với Bình An, nó lạ lắm. Bình An ngậm ngùi, nát tan là như thế đấy. Có thể thấy, trong lúc bóc phong bì vì lỡ tay nam diễn viên đã làm trách luôn tiền mừng cưới của khách mời gửi. Đáng chú ý, mệnh giá tiền mừng lại là con số không hề nhỏ. Nhìn khoảnh khắc trên khán giả cũng phải xót thay Bình An, Phương Nga. Phương Nga và Bình An vướng tin đồn hẹn hò vào tháng 9 năm 2018. Thời điểm đó, Phương Nga vừa giành ngôi vị Á hậu một Hoa hậu Việt Nam 2018. Trước đó, người hâm mộ phát hiện cả hai thường xuyên đăng tải những hình ảnh trùng khớp trên mạng xã hội. Đặc biệt, việc Bình An xuất hiện trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018 khiến nhiều người đồn đoán anh đến để cổ vũ bạn gái. Mãi đến Valentine 2019, cặp đôi mới công khai và cho biết đã hẹn hò từ năm 2017. Sau khi công khai, Bình An và Phương Nga luôn sánh đôi bên nhau. Từ công việc đến cuộc sống, chuyện tình yêu của cặp đôi được bố mẹ hai bên và mọi người ủng hộ. Phương Nga từng chia sẻ, khi cô tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, Bình An sợ rằng sau khi đăng quang cô sẽ bỏ anh. Chặng đường tình yêu cặp đôi đôi lúc xảy ra bất đồng quan điểm, nhưng cả hai vượt qua tất cả để đi đến một cái kết tình yêu trọn vẹn. Ngập tràn hạnh phúc với siêu đám cưới ngày 21 tháng 10 vừa qua.